Hôm nay là mình sẽ có một cái mini game rất là đặc biệt. Thường á thì mình chơi mini game rồi mình chỉ tặng tấm trắng thôi, nhưng mà duy nhất ngày hôm nay chúng ta chơi mini game, em sẽ tặng cho mấy chị một game body luôn nha các chị nha. Đây, hôm nay là mini game của mình là sẽ tặng kèm game body cho các chị luôn, rất là hấp dẫn nha. Chị nào mà không xem livestream của em ngày hôm nay là rất đáng tiếc đó nha.